Xin chào các bạn, mình là Nghê Thị Hồng Ngát, cử nhân khúc xạ nhãn khoa tại Bệnh viện mắt quốc tế Nhật Bản. Các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Bệnh viện mắt quốc tế Nhật Bản, nơi cung cấp những kiến thức hữu ích về chăm sóc, bảo vệ cũng như điều trị các bệnh về mắt. Chất methanol có trong rượu bia có thể làm tăng nguy cơ dẫn đến một số bệnh về mắt như là suy giảm thị lực, teo gai thị hoặc là mất phản xạ đồng tử. Sau đây là 8 tác hại mà rượu bia có thể gây ảnh hưởng đến mắt và cách sử dụng rượu bia một cách hợp lý. Thứ nhất là nhìn mờ, nhìn đôi. Nhìn mờ, nhìn đôi là tác hại phổ biến do rượu bia mang lại và thường triệu chứng này chỉ là triệu chứng tạm thời, không ảnh hưởng lâu dài đến với đôi mắt. Trong rượu bia thì có chứa carbon hydrate, đây là chất khiến cho lượng đường trong máu sẽ tăng nhanh và cũng khiến cho người bệnh sẽ có các triệu chứng như là nhìn mờ, chóng mặt, thiếu kiểm soát và thường thì người bệnh sẽ mất 24 giờ để lượng đường trong máu trở về trạng thái bình thường. Thứ hai là đỏ mắt. Đỏ mắt là một trong những tác dụng phụ khác do uống quá nhiều rượu bia trong một ngày. Và rượu bia thì có thể khiến cho các mạch máu giãn nở và khi mạch máu giãn nở thì không những là làm cho mắt bị đỏ mà còn làm cho mắt trở nên kích ứng và ngứa. Thứ ba là khô mắt. Rượu là một chất gây lợi tiểu khiến cho người bệnh đi tiểu thường xuyên và chất cồn trong rượu thì cũng khiến cho nhiệt độ cơ thể tăng lên, đổ nhiều mồ hôi, khiến cho người bệnh không đủ nước ở trong cơ thể và dẫn đến khô mắt. Từ việc khô mắt thì có thể dẫn đến một số tình trạng như là kích ứng, đỏ mắt hoặc là nhạy cảm với ánh sáng. Trong tình trạng này thì người bệnh có thể sử dụng thêm nước mắt nhân tạo hoặc là nước muối sinh lý 0.9% để giảm tình trạng khô mắt. 4 là phản xạ kém. Khi uống quá nhiều rượu bia thì sẽ làm giảm khả năng phản xạ của mắt. Khi đó thì mắt sẽ không kịp phản ứng với ánh sáng, màu sắc như bình thường, dẫn đến tình trạng co giật, kém tập trung. Thứ 5 là mất thị lực. Một trong những tác hại nghiêm trọng và lâu dài do rượu bia mang lại đó chính là gây mù lòa. Điều này xảy ra do các chất độc có trong rượu bia gây ảnh hưởng đến thần kinh thị giác. Trong mắt thì có nhiều hơn 1 triệu dây thần kinh tạo nên thần kinh thị giác. Chúng có tác dụng là truyền tín hiệu từ mắt lên đến não. Vì vậy, tổn thương thị thần kinh cũng giống như là cắt đứt đường truyền từ mắt lên đến não dẫn đến mù lòa. Thứ 6 là tầm nhìn bị méo mó. Nguyên nhân này do rượu bia có thể làm giảm hoạt động giữa các dây thần kinh trong não, làm giảm sự giao tiếp giữa mắt và não, suy giảm các cở trong mắt, khiến cho bệnh nhân nhìn méo, nhìn đôi. Thứ 7 là mắt chuyển động không theo chủ ý. Ngoài việc dẫn đến khó chịu thì việc chuyển động mắt qua lại cũng sẽ khiến cho người bệnh không được nhìn theo hướng mà mình muốn. 8 là củng mạc vàng. Phần trắng của mắt chính là củng mạc có thể bị vàng theo thời gian do uống quá nhiều rượu bia. Hơn nữa, đây cũng là dấu hiệu cảnh báo cho các bệnh về gan. Uống nhiều rượu bia có thể làm suy giảm chức năng gan, khiến cho cơ quan này không hoạt động tốt và màu vàng có ở trong mắt là do các tế bào hồng cầu không được loại bỏ do gan bị suy yếu. Để kiểm soát tác hại do rượu bia mang lại thì chúng ta cần kiểm soát tần suất và liều lượng sử dụng rượu bia. Các bạn cần phải đến khám tại các cơ sở chuyên khoa mắt uy tín để nghe tư vấn từ bác sĩ. Các bạn có thể đăng ký khám tại Bệnh viện mắt quốc tế Nhật Bản tại link phía dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của Bệnh viện mắt quốc tế Nhật Bản.